Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với video mới nhất của mình nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái trang web mà giúp các bạn thể kiếm được cái đồng tiền điện tử Bitcoin hoàn toàn là miễn phí. Và đây là cái giao diện cũng như là cái đường link tham gia của cái trang web ngày hôm nay. Cái đường link này thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhé. Ở trên cái đường link này thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn là một cho tới là hai video rồi. Và theo đánh giá của mình ấy, đây là một cái trang web khá là uy tín. Bây giờ chúng ta mà kiếm được một cái trang web mà kiếm cái đồng Bitcoin uy tín như thế này thì nó rất là hiếm. Đây là các bạn thể tham khảo luôn cho mình. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đăng ký trước nhá. Đây thì nó sẽ có một cái phần, đó là phần đăng ký ở đây. Các bạn ấn một cái phần đăng ký ở đây, sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đăng ký này. Đầu tiên các bạn điền cho mình là tên tài khoản, các bạn điền cho mình ra đây này. Gmail, các bạn sẽ nhập cho mình cái Gmail ở trong điện thoại của bạn. Tiếp theo đó là một cái phần rất là quan trọng, đó là các bạn sẽ điền cho mình cái địa chỉ ví Bitcoin ở trong cái ví Forecastpay. Nên nhớ một điều là ở trên cái trang web này là chúng ta chỉ rút về cái ví điện tử Forecastpay thôi nhá. Và khi các bạn rút tiền, tiền về rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ vào cái ví Forecastpay để mình sao chép cái địa chỉ, sau đó mình dán ra đây. Chúng ta đăng nhập vào ví Forecastpay rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy cái địa chỉ ví Bitcoin ở trong đây nhá. Các bạn mục phần tiền gửi đây cho mình này. Rồi kéo xuống. Đây nó sẽ có một cái phần, đó là địa chỉ Bitcoin ở mục phần sao chép. Sau khi sao chép xong rồi quay trở lại này. Các bạn dán cho mình cái địa chỉ ra đây nhá. Rồi các bạn điền cho mình hai lần cái mật khẩu đây. Và các bạn xác thực cho mình tôi không phải là người máy. Rồi các bạn mục phần tạo tài khoản đây. Là chúng ta sẽ tạo tài khoản thành công được ở trên cái ứng dụng này, ở trên cái trang web này nhá. Đấy, rất là đơn giản thôi. Sau khi mà chúng ta đã tạo xong, mình sẽ ấn một phần đăng nhập ở đây. Nó sẽ có một cái phần đăng nhập nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản mà mình đã đăng ký trước đó ở đây rồi. Sau khi mà các bạn đăng nhập thành công thì nó sẽ có một cái giao diện như thế này nhá. Đây là cái phần trang chủ cũng như là trang cá nhân của chúng ta ở trên cái trang web này. Ở đây thì nó sẽ hiện lên cái tổng số dư hiện tại mình đang có là 6.748 Satoshi của đồng BTC. Và tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là rút hết cái số lượng Satoshi này về cái ví điện tử Forecastpay của mình nhá. Tổng số mình rút được lên tới là 21.000 rồi. Để cũng như các bạn có thể để ý đây nhá. Số lượng Bitcoin đã rút được này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn làm thế nào để chúng ta thể kiếm được nhiều cái số lượng Satoshi ở trên cái trang web này nhá. Các bạn mục phần dấu ba gạch này. Ở đây thì nó sẽ có những cái phần, đầu tiên là phần kiếm lãi, thứ hai là mục xem quảng cáo. Các bạn mục phần kiếm lãi ở đây cho mình nhá. Ở trong cái mục kiếm lãi này thì chúng ta cần phải có cái số lượng Satoshi này chúng ta mới có thể tham gia được, và lợi nhuận lên tới là 0,7% một ngày ở đây. Và các bạn kéo xuống bên dưới này cho mình nhá. Ở đây các bạn để ý này, bằng cách tham gia ở đây chúng ta cần phải đầu tư cổ phiếu thì chúng ta mới có thể nhận được. Giả sử như giá cổ phiếu, đối với mỗi một cái cổ phiếu nó tương đương với là 1.000 Satoshi ở đây. Các bạn giả sử như chúng ta có tầm là 10 cái cổ phiếu này. Đây 10 cái cổ phiếu nha các bạn nhá. Khi mà chúng ta có 10 cái cổ phiếu đây, điền số 10 ra đây cho dễ này. 10 cổ phiếu. Mỗi một cái cổ phiếu nó sẽ tương đương với là 1.000 Satoshi, thì 10 cổ phiếu nó sẽ tương đương với là 10.000 Satoshi nhá. Thì lợi nhuận một ngày chúng ta sẽ nhận được là 70 Satoshi một ngày. Hàng tuần sẽ nhận được là 490 này. Và hàng tháng là 2.100. Và tổng số lợi nhuận các bạn nhận được lên tới là 12.600. Đấy, lên tới 12.600. Đây là cái số lượng chúng ta tham gia là 10 cổ phiếu. Nếu mà bạn nào có thì chúng ta tham gia tầm 100 hoặc là 1.000 chẳng hạn. Nhưng mà cái số lượng Satoshi chúng ta cần có ở đây nó sẽ phải nhiều. Bởi vì một cái cổ phiếu nó tương đương với là 1.000 Satoshi rồi. Đây là cái mục dành cho bạn nào mà tích lũy được nhiều Satoshi, cũng như là bạn nào mà muốn đầu tư ở cái mục này nhá. Đấy là cái mục mà bạn nào muốn tham gia. Ngoài ra các bạn muốn xem quảng cáo miễn phí để chúng ta thể kiếm được. Ở đây là cái trang web các bạn có thể kiếm miễn phí nhá. Đấy, không bắt buộc chúng ta cần phải tham gia cái mục kia đâu. Bạn nào mà có kiếm được nhiều ở trong cái mục xem quảng cáo này thì chúng ta có thể tham gia lấy cái số vốn của các bạn đó, sau đó chúng ta gửi vào đó để chúng ta thể nhận lãi hàng ngày và hàng tuần. Ở đây thì có rất là nhiều video để chúng ta có thể xem này. Như các bạn có thể để ý video ở đây rất là nhiều. Để chúng ta có thể chọn một cái video và các bạn có thể xem. Đây giả sử mình sẽ chọn một cái video này, kiếm BTC bằng cách xem quảng cáo. Các bạn mục phần mở video lên cho mình này, để mình có thể hướng dẫn các bạn là xem video nhé. Sau đó chúng ta sẽ chờ đây này, kéo xuống bên dưới này, nó sẽ có một cái mục, đó là mục bắt đầu này. Mục bắt đầu màu xanh xanh đây nhá. Đây chúng ta sẽ ấn mục phần bắt đầu đây này.
Rồi các bạn có thể chờ một lúc nhé, sau khi mà cái kiểu như cái này nó chạy hết thì chúng ta sẽ nhận được cái số lượng ở bên này. Đây, đấy, nó đã chạy hết rồi nhá. Đó, như vậy là mình đã nhận được là ở đây là 2 Satoshi rồi, để mình sẽ ích cái này ra. Như vậy mình đã nhận được 2 Satoshi rồi và nó sẽ cộng lên cái số dư của chúng ta nhá. Và khi chúng ta xem hết ở đây nó sẽ hiện lên màu trắng đây. Tiếp theo bạn nào mà muốn tham gia tiếp thì các bạn sẽ chọn một cái video nữa để các bạn thể xem. Ở đây mình xem khá là nhiều nên là ngày hôm nay mình có rất là ít video này. Đây mình sẽ xem cái video này là 60 giây. Mình sẽ nhận được ở đây là 8 Satoshi, ấn một phần mở ở đây này. Rồi mình sẽ ấn một phần bắt đầu đây. Bên này nó, bên kia thì nó sẽ tự động chạy nha các bạn nhé. Bên kia nó sẽ tự động chạy và sau khi mà hết 80 giây thì chúng ta sẽ nhận được cái số lượng Satoshi. Rồi mình sẽ chờ một lúc ở đây. Rồi như vậy mình đang còn là 11 giây nữa nhá. Nên nhớ chúng ta đừng ích cái tab bên này ra vội. Khi nào mà cái số giây này nó chạy hết thì chúng ta mới ích ở bên này ra nhá. 60 giây mà chúng ta sẽ nhận được 8 Satoshi này, mình xem khá là nhiều rồi này. Đây các bạn để ý này, tuyệt vời, mình đã kiếm được là 8 Satoshi thành công này. Đấy bây giờ các bạn có thể quay sang đây và bây giờ chúng ta có thể ích ra này. Và cái số lượng Satoshi nó sẽ cộng vào cái số dư của bạn. Và sau khi mà những cái đoạn video nào mà các bạn đã xem xong rồi ấy thì nó sẽ bị trắng như này nhá, nhà chúng ta không thể xem được. Và ngày hôm sau chúng ta sẽ vào đây và các bạn có thể xem tiếp cho mình. Đấy là cái phần mà mình hướng dẫn các bạn là xem video này. Mình xem còn phần nào nữa không này. Ngoài ra nó có một cái mục, đó là mục giải thưởng đây nhá. Đây mình sẽ ấn mục phần giải thưởng đây này. Đây mình có thể kiểm tra xem này. Ở trong cái mục giải thưởng này thì các bạn có thể kiếm từ 2 cho tới là 4 Satoshi cứ trong khoảng là 15 phút đây. Rồi mình có thể kéo xuống bên dưới này. Đây nó sẽ có một cái phần đó là nhận phần thưởng này. Đây mình sẽ nhận phần thưởng này. À đây là cái phần kiểu như là phần cam các bạn ạ. Trong vòng là 15 phút chúng ta sẽ vào đây và cam một lần nhá. Rồi mình sẽ chờ một lúc cái captcha nó sẽ hiện lên ở đây để chúng ta thể tham gia nhá. Mạng của mình nó hơi lag một chút nên là mình cần phải chờ một lúc ở đây. Rồi mình sẽ sang mình captcha, các bạn kéo cho mình cái hình vuông như này nhá. Chúng ta chỉ cần kéo hình vuông như vậy thôi. Mạng nó hơi lag một chút này. Đây mình kéo cái hình vuông nào, một cái hình vuông như này. Sau đó ấn một phần kiểm tra xem được không này. À, vui lòng thử lại. Rồi hơi khoai một chút, cái captcha này nó hơi khoai một chút, các bạn có thể đổi captcha khác nhé. Ok thử xem lần này có được không nhá, mạng mình kém quá các bạn ạ. Rồi ấn mục kiểm tra này. À, kiểu như do mạng kém hay sao ấy. Rồi như vậy là mình đã nhận xong nhá. Đây các bạn để ý này, cứ cho là 15 phút chúng ta sẽ quay trở lại đây và các bạn sẽ nhận được từ 2 cho tới là 4 Satoshi nhá. Ở trong cái mục nhận phần thưởng, đây là cái mục điểm danh nhá. Ở cái mục captcha đấy có nghĩa là nó yêu cầu giả sử cái hình ảnh đấy là cái hoa quả chẳng hạn, thì các bạn kéo cái khung đó vào hoa quả này. À, nó đề là thức ăn thì các bạn kéo cái khung đó vào thức ăn nhá. Đấy rất là đơn giản thôi mà mình kiểu như phần bị là mạng lag nữa nên là nó hơi khó một chút. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn rút tiền luôn nhá. Có rất là nhiều phần để các bạn thể kiếm được. Ngoài ra bạn nào mà có kinh nghiệm đi giới thiệu bạn bè, các bạn có thể kiếm được một chút ở trên cái trang web này. Rồi mình sẽ ấn mục phần rút tiền đây này. Đây là sẽ có một rút tiền nhá. Bạn nào mà có kinh nghiệm đi giới thiệu đây này. Nhận liên kết, đây nó có phần nhận liên kết này. Đấy, sao chép cái đường link để đi giới thiệu bạn bè đây nhá, sao chép này. Rồi, sau đó các bạn sẽ đi giới thiệu bạn bè cho mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn rút tiền các bạn một phần rút màu xanh đây. Rút về ví Forcastpay nhá. Hiện tại thì mình đã liên kết với cái địa chỉ ví Forcastpay như lúc đầu đăng ký mình đã hướng dẫn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn là về Forcastpay này. Đây chọn cái cổng là rút về Forcastpay. Và min rút đây rất là thấp, chỉ có 200 Satoshi thôi là chúng ta có thể rút được rồi. Mình đang có là 6.760 nhá. À, điền cho mình cái mật khẩu này, mật khẩu đăng nhập ấy. Sau đó các bạn một phần rút BTC ở đây cho mình này. Rồi, như vậy là mình đã rút tiền thành công rồi. Thanh toán của bạn sẽ sớm được xử lý nhá. Ở trên cái trang web này thường thì nó sẽ xử lý cho chúng ta trong vòng là 24 giờ. Nhưng mà có hôm thì các bạn rút tiền thì nó về rất là nhanh, trong vòng chỉ vài giây thôi là các bạn đều được cộng rồi nhá. Đây như các bạn có thể ý để ý đây cho mình, số dư của mình nó đã bị trừ đi ở đây rồi. À, hiện tại thì nó đã về không rồi nhá.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ nó sẽ gửi về cái ví điện tử Forecastpay cho các bạn. Thường thì mọi lần thì mình rút sẽ về rất là nhanh, còn không thì nó sẽ về chậm hơn một chút, tầm 30 phút đến 1 tiếng. Đây mình sẽ thử sang xem nó về chưa nhá. Các bạn muốn kiểm tra xem cái số lượng nó đã về chưa thì các bạn chỉ cần đăng nhập vào ví Forecastpay thôi, kéo xuống cái mục lịch sử đây này. Nếu mà cái gần nhất của các bạn mà rút số dư bao nhiêu thì nó sẽ hiện ở đây nhá. Hiện tại thì mình rút nó chưa về nhá. Khi mà mình rút thì nó chưa về. Thường cái trang web này nó sẽ xử lý cho chúng ta trong vòng là 24 giờ. Có hôm thì chúng ta rút trong vòng 15 phút là nó đã về rồi. Có hôm thì 1 hoặc là 2 tiếng. Còn đối với bạn nào mà đã theo dõi kênh của mình thì cái trang web này nó quá là uy tín rồi, nên là các bạn không phải lo trang web này nhá. Và chúng ta tham gia lại hoàn toàn là miễn phí. Và khi mà tiền về thì mình sẽ chia sẻ lên cái tab cộng đồng ở trên kênh YouTube của mình, nên là các bạn thể yên tâm cho mình. Thì trên đây là cái video ngày hôm nay mình hướng dẫn chia sẻ cho bạn về một cái trang web mà giúp các bạn thể tham gia kiếm cái đồng tiền điện tử Bitcoin hoàn toàn là miễn phí nhá. Bạn nào không hiểu thắc mắc gì các bạn thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với mình sẽ hướng dẫn. Bây giờ mình sẽ sang quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất đây. Bây giờ mình sẽ quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất nhá. Xem video đợt trước của mình có bao nhiêu comment đây. Video đợt trước của mình có 105 comment. Bây giờ mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất. Xin chúc mừng bạn Bùi Công Trí này. Ok anh, cảm ơn bạn rất là nhiều nhá. Sau video này bạn có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook cho mình sẽ gửi cho bạn một phần quà. Video của mình kết thúc ở đây. Xin chào tất cả bạn.